Hà Giang kính chào quý khán giả. Hải quân Việt Nam loan báo sẽ mở ra hai cuộc tập trận kéo dài 9 tiếng đồng hồ vào ngày thứ Hai, 13 tháng 6 tới đây ở khu vực Hòn Ông, ngoài khơi tỉnh Quảng Nam. Một thông báo của Hải quân vùng 3 cho biết là cuộc tập trận sẽ bắn đạn thật và sẽ diễn ra trên khu vực giới hạn 14 điểm không xa quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện do Trung Quốc chiếm giữ. Trang web của một công ty quốc doanh mang tên là Công ty Dịch vụ An toàn Hàng hải miền Bắc yêu cầu các tàu bè tránh khỏi khu vực này. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra thông báo về một việc tập trận trên Biển Đông một cách công khai. Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra một ngày sau khi Việt Nam và Trung Quốc có những phát biểu ngoại giao đối chọi, phía này đòi hỏi phía kia không được xâm phạm lãnh hải của mình. Hai quốc gia từ lâu nay vẫn tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, gần khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng cuộc tranh chấp mới nhất đã gây ra các phản ứng rất cứng rắn, hiếm thấy từ phía Hà Nội. Hôm thứ Năm, Trung Quốc cáo buộc Việt Nam xâm phạm vùng biển của họ và đe dọa ngư dân Việt Nam. Ít giờ trước đó, phía Việt Nam đã đả kích việc Trung Quốc cản trở nỗ lực thăm dò địa chất ngoài khơi bờ biển Trung phần Việt Nam của tàu Viking số 2, nói rằng tàu đánh cá Trung Quốc với sự hỗ trợ của hai tàu tuần đã cắt đứt dây cáp của chiếc tàu thăm dò do công ty dầu khí quốc doanh Petro Việt Nam thuê. Việt Nam cho hay đây là lần thứ nhì Trung Quốc cản trở hoạt động của một chiếc tàu thăm dò dầu thô và khí đốt trong hai tuần lễ vừa qua. Trước đó vào hôm 26 tháng 5, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã gây hấn và cắt đứt cáp thăm dò của tàu Bình Minh số 2 của Việt Nam ngay ngoài khơi tỉnh Phú Yên. Vụ này đã làm nổ ra hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội vào hôm 5 tháng 6 và làn sóng chống Trung Quốc đã lan rộng từ trong nước ra hải ngoại. Các chuyến bay từ những phi trường chính ở ba quốc gia Nam Mỹ đã bị hủy bỏ hôm thứ Sáu vì cho núi lửa Puyehue ở Chile tỏa rộng khắp nơi trên một vùng lớn ở không gian. Máy bay từ các phi cảng Buenos Aires, Argentina và Montevideo ở Uruguay và nhiều thành phố lớn khác ở miền nam Brazil không được phép cất cánh vì khói tro trên bầu trời. Nhà chức trách Argentina hy vọng là vào buổi chiều thì điều kiện thời tiết sẽ khả quan hơn. Nhưng Uruguay và tiểu bang Rio Grande del Sul không có triển vọng tái lập các chuyến bay vì những đám mây khói tro bay trên cao độ từ 23.000 đến 33.000 feet. Một số chuyến bay từ phi cảng São Paulo de Rio de Janeiro ở Brazil cũng bị đình hoãn và người ta tin rằng khói tro sẽ còn lan ra tới không phận của vùng Nam Đại Tây Dương. Biến cố này gây nhiều thiệt hại về du lịch vì miền núi Andes ở Argentina hiện đang khởi đầu mùa trượt tuyết. Núi Puyehue cao 7.300 feet là thuộc một trong nhiều ngọn núi lửa đã bắt đầu hoạt động từ hôm thứ Bảy tuần trước sau hơn nửa thế kỷ ngừng hoạt động. Hôm thứ Sáu vừa qua tại thủ đô Sanaa của Yemen đã có một cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay, ước lượng có thể tới 100.000 người dân đã tham gia. Những người biểu tình hô khẩu hiệu chống Tổng thống Saleh, đòi ông chính thức từ nhiệm và không được trở về nước. Họ cũng yêu cầu Phó Tổng thống Al-Arab Mansour Hadi hãy thành lập ngay một hội đồng chuyển quyền. Tổng thống Yemen là ông Ali Abdullah, Saleh đang điều trị tại Saudi Arabia sau khi bị trúng thương do một đạn hỏa tiễn bắn vào dinh Tổng thống hôm 3 tháng 6 vừa qua. Những người ủng hộ chính phủ hoan nghênh tin tức nói là Tổng thống Saleh đang hồi phục và sẽ trở về nước. Tuy nhiên, những nguồn tin khác thì cho biết là Saleh bị phỏng nặng và gãy xương chân, sẽ phải trải qua nhiều tháng mới có thể bình phục. Ông Michael Leiter, Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia, vừa tuyên bố từ chức sau khi đã phục vụ được 4 năm dưới đời hai Tổng thống Hoa Kỳ. Thời hạn ông Leiter sẽ chính thức từ bỏ chức vụ là vào tháng 7 tới. Tổng thống Obama ngợi khen ông Leiter đã đưa Hoa Kỳ vào thế mạnh khi đối đầu với đe dọa khủng bố trong nước cũng như trên thế giới. Ông Leiter đã từng đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định chiến lược chống khủng bố mới sau khi những vụ thất bại tình báo về vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Leiter hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng
lại được chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cao như là một người chịu trách nhiệm 24 giờ một ngày nhằm bảo vệ đất nước này khỏi bị khủng bố tấn công. Trung tâm chống khủng bố quốc gia Hoa Kỳ có nhiệm vụ thu thập và phân tích tình báo về những tổ chức khủng bố đe dọa an toàn của người Mỹ ở nội địa cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Một bé gái 5 tuổi ở Kansas City thuộc tiểu bang Missouri có thể bị truy tố ra tòa về tội sát nhân trong vụ một bé trai 18 tháng chết ngộp trong bồn tắm. Bé Jermaine Johnson Jr. 18 tháng ở trong một căn nhà tại Kansas City hôm mùng 3 tháng 6 với các trẻ nhỏ khác. Người trông coi các em là một cô gái 16 tuổi đã ngủ quên. Theo lời cảnh sát, khi thấy bé Johnson cứ khóc hoài, một bé gái 5 tuổi cảm thấy bực bội cho nên đã dìm đầu bé Johnson xuống nước trong bồn tắm để cho bé khỏi khóc. Cảnh sát của Kansas City nói rằng họ đang chờ đợi kết quả giảo nghiệm tử thi để biết xem Johnson đã chết như thế nào. Tuy nhiên hiện nay người ta đang điều tra vụ này và xem đó như là một trường hợp sát nhân. Một cảnh sát viên điều tra khác cho hay ông đã làm việc trong ngành công lực từ 20 năm nay và đây là nghi can trẻ tuổi nhất mà ông từng biết. Đây cũng là điều vô cùng hiếm thấy. Một thanh niên băng đảng đang đối diện với bản án tù chung thân sau khi tòa kết tội giết chết một phụ nữ gốc Việt trong vụ giật bóp rồi phóng xe kéo chết lết nạn nhân qua nhiều khu phố. Nghi can Christopher Daiichi Yu, 18 tuổi, là cư dân của thành phố Fountain Valley, Nam California, còn bị truy tố thêm tội hoạt động băng đảng, gieo rắc kinh hoàng trên đường phố và mưu toan sát nhân, nổ súng. Bản án dành cho Daiichi Yu sẽ do thẩm phán tòa thượng thẩm là ông Lance Jensen tuyên vào ngày 5 tháng 8 tại tòa West Justice Center ở Westminster. Đồng phạm của Daiichi Yu là Lin Ái Quách, 19 tuổi, ở Garden Grove, dự trù sẽ bị đem ra xét xử ở tòa Central Justice Center tại Santa Ana về cùng những tội danh tương tự. Theo công bố của quận Cam, thì hôm 27 tháng 3 năm 2010, Yu và Quách đã hẹn gặp Huỳnh Thị Tuyết, 48 tuổi, tại bãi đậu xe công viên Russell Parish ở Westminster để bán ma túy. Thay vì trao ma túy, Yu đã giật bóp và phóng xe chạy. Bà Tuyết vì bị vướng tay vào quay bóp cho nên đã bị kéo theo xe đến gần một dặm và sau khi đó té xuống đường. Trong khi đó thì Trương Pham, 36 tuổi, bạn trai của bà Tuyết rượt theo nhưng đã bị Yu dùng súng bắn. Bây giờ một xe cảnh sát quận Cam đi qua trông thấy hai xe rượt đuổi bèn chặn xe của Yu lại. Cả Yu lẫn Quách đều bị cảnh sát Westminster bắt. Bà Tuyết sau đó đã được đưa vào bệnh viện nhưng qua đời vì bị chấn thương. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt mục điểm tin hôm nay. Hà Giang chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.